Quý xin chào đại gia đình mình nha. Đang ngủ ngon ở nhà. Có ông anh ổng làm chung với mình. Anh đang đi bắt chuột mà anh nói anh gặp được rắn hổ đang đào, anh nghe nó khò. Anh nhờ mình lấy giùm ảnh cái túi lưới để ảnh bắt nó cả nhà. Sẵn Quy xuống Quy quay chia sẻ cho cả nhà xem luôn nha. Thì giờ để Quy lấy cái túi đem theo. Nhà thì túi Quy mua về để Quy đựng đồ cả nhà. Đấy, thì giờ Quy sẽ đi xuống dưới coi ảnh bắt nha cả nhà. Mời cả nhà cùng theo Quy trải nghiệm nha. Rồi cả nhà ơi, bây giờ tới rồi, mưa rồi, mới xong mà nó lầy quá. Tôi bỏ xe ngoài này luôn cả nhà. Mình sẽ đi vào trong gặp anh nha. Ảnh thì đang đứng phía bên đây nè. Đang đi bắt chuột đó cả nhà. Đã cài quá trời luôn. Gặp hàng đâu phát hiện được anh Trự. Và ảnh điện cho Quy. Tranh thủ Quy xuống quay cho cả nhà xem. Đây cả nhà thấy không, dịch chạy đồng quá trời luôn á cả nhà ơi. Quy một đàn mê luôn, quá trời. Này là dịch ngàn đó nha cả nhà, dịch đẻ nè. Qua cái ruộng này mà mình không bắt để nguy hiểm lắm. Anh đang đi bắt chuột mà giờ đâu mới ra tới ngoài đây luôn, ghê chứ. Này mà cần đứng tốt bên kia kìa nha, đứng cũng còn hơi xa. Đây qua bên chắc cũng khoảng 100 thước hơn nữa kìa nha. Đây kìa anh em. Ruộng lúa, nay tới mùa cà lúa kìa nha. Vô mùa cà lúa. Dịch thấy ham không? Hay là dịch siêu trứng. Máy cài rồi, trời ơi thấy ham không cả nhà. Dịch trời ơi thấy mê không? Để Quy đi ra gần tới đi, Quy quay cho cả nhà xem luôn nha. Mà cũng tới rồi cả nhà. Đấy. Ảnh kìa. Quá trời dịch luôn. Này lăn qua ảnh lượm trứng có luôn nha cả nhà. Mê không? Quá đã. Đang ngủ ngon. Anh Điện nói có anh Trự hú hồn. Nó nằm nó luôn hay gì anh em. Ủa đây cá dữ lắm nè. Cái đường ruộng này là cá khiếp luôn nha.
Tên ơi, tên ơi. Ủa, bờ ruộng gì nó dám vào đây không ta? Ừ. Hả? Nãy cái bờ đằng đó nó vô hang rồi mà nó ra. Đâu? Vô bờ đằng có hang lắng cháy mà nó ra rồi. À. Nó ăn lại tới đây luôn. Đi nó qua tới đây không? Hang đậu đó đó, có hang lắng cháy vô đó đó. À. Cái đậu đây cái hang lắng quá mất ở đây, hang thấy có hang ở đây mất ở đây. Ừ. Nó khe một cái. Ghê vậy. Nãy giờ nó đang nằm đây phải không? Nó đang nằm trong cái này nè. Ở đây có hang còn nó không qua đây. À. Nè mà anh cũng đang đi bắt chuột cả nhà. Thì sẵn ảnh gặp anh Trự anh điện cho mình. Ủa được mới nào chưa anh em? Con ơi. Đấy được con chuột này. Bắt được con, chỉ mới chuột con. Ồ, đâu có nguyên ổ đã vậy ta. Mini mini không. Giờ để anh em anh đào thăng thăng theo lối nha cả nhà. Ồ, cái mỹ hàng nó nè. Đấy. Nó đáng dữ anh ơi. Bò qua đây luôn không? Đúng không? Đó, hàng cái đây nó cùng rồi. Cùng rồi phải không? Cùng rồi được. Vậy là nó. Còn cái này nè. Cái này. Ôi, nó làm. Hàng món luôn. Ôi. Trời ơi, cái mì hàng nó láng rồi nha. Ôi, láng dữ lắm rồi nha. Trời ơi, cái cục chân đó hả nè. Cục vô cục này nè. Cục gì đó. Bên đây là anh lấy cái lồng lưới chặn mì hàng nó lại không? Mì hàng nó láng quá trời luôn. Nó đi ra đây nó kiếm chuột ăn anh nè. Quyên vừa ruộng mênh mông các bạn thấy không? Anh em cũng đang đi bắt chuột mà. Nghe nó khò quá hả anh? Ừ. Cùng nãy em lại rồi. Rồi thấy cái nhau kìa kìa nó kìa. Rút qua nữa, rút vô trong rồi. Rút qua nữa. Rồi rút qua kìa, rút qua kìa. Đấy, đang rút, rút qua đó ra. Khôn lắm, nó không có cút vô lọt đâu. Nào thúc, thúc lên đó. Thúc nó dữ lắm, nó vô. Muốn đụng cái lưng nó luôn. Đây, đây, thấy nó luôn kìa. Một khăn luôn rồi anh ơi. Rồi rồi nó chui vô rồi kìa. Đấy kìa. Ôi. Anh em mà anh thúc bây giờ nó chui vô rồi nè kìa. Thúc nó. Ê, hai con. Hai con. Rồi. Hai con, hai con này. Hai con cả nhà ơi. Ổ này hai con rồi. Hai con vô cặp ấy. Rồi. Một cặp luôn, hai con. Nó tính chui ngược ra hay gì vậy anh? Không ra được. Rồi, rồi rồi nó chui ngược ra ơi. Anh thấy không? Nó chui ngược ra mình không nè. Này thúc nó ấy. Hai con luôn. Hai con luôn. Con cặp luôn cả nhà ơi. Để quên đi.
con mà vuốt cột hai con rồi cả nhà. Còn con nằm đây nữa. Không có cày gì thọt nữa cái này. Kiếm kiếm giống gì để chọc chọc nó. Thúc nó dữ lắm. Gắn này được rồi, nó có bắt con rồi. Điểm tính ra cái khu hiện tại là mình anh em mình đang ở là khu khu Kinh Bê. Kinh Bê cống Kinh Bê khu Tân Nhật nha cả nhà. Là gần ngay chỗ khu di tích Lắng Le luôn. Đó, ruộng lúa quá trời luôn nè cả nhà. Bây giờ phát hiện được một cặp luôn chứ không phải là một con. Giờ nằm ngay miền hang, cả miền hang luôn cả anh. Cả cái miền lòng chứ nó chưa vô. Anh em đang kết thúc cho nó. Hai con rồi, hai con luôn nè. Giờ lấy cái túi lưới được không? Túi lưới sao chùm này? Không, chùm chỗ cái đuôi nè. Cho nó có phóng nó chui ra luôn à. Ném đi đó hai con nhấc này. Có phần của nó hay nhỉ. Cái bạc ừ, to mà. To luôn. Một cái này là anh có cái à trời ơi hay dưới ta. Cái lồng này thiết kế cho anh chui ra luôn. Lồng bẫy gắn nè. Quá tuyệt quá tuyệt. Cái lồng bắt chuột rồi. Nhầm cái nó u nhí chuột lưới nó chạy vô cứ ngắt lồng luôn. Nói chung là vui biết anh em nay cũng là như là cũng có 60 năm anh em ha. Nay anh em mình đi cũng lâu luôn rồi chứ 60 năm nhỉ. Lâu lắm mày. Lâu rồi, anh em mình biết lâu dữ lắm. Mình biết lúc mà em mới vô nghề phải gắn luôn á. Ừ. Tính giờ này cũng lâu ghê ha. Cũng khá lâu. Hôm nay anh em cũng mới vừa lâu đi làm chung với Huy. Hôm nay anh kiếm chuột để anh em đi bẫy được. Hôm nay thiết kế cái này hay ta. Cho 10 điểm. Cho 10 điểm. Vì cái nó bọt rồi anh ta. Chúng nhắn cặp luôn. Mấy cái bờ này im dữ ta. Khu này giờ còn rất hổ nha cả nhà. Tại khu này hồi đó Huy cũng làm được con 99. Rung tay luôn. Thấy sướng sướng. Lúa vậy nè. Trời ơi dịch đồ chạy đồ. Bát ngát cả nhà ơi. Mời quá. Rồi làm gấp luôn đó cũng được con. À vậy là khu này nó có anh ơi. Nó ở đây nè. À, anh em nào ở khu Tân Nhật cái gì vô bình luận nha. Đang đi bắt chuột mà chúng ngổ luôn à, hai con luôn chứ phải một con. Em tính rằng nè, có đâu, em mấy con nè, con này bự nè. Đây con phanh này cũng bự lắm rồi. Thúc thúc. Nó bắt cặp lắm. Khá là hay đi cặp. Con này to lắm. To ghê, hai con này to lắm. Nhớ máy động nó sao nó chóc chảy. Để từ từ vụ nữa. Này là sáp nha. Sáp, con này là sáp. Ôi con. Nó bự vậy. Con kêu vậy nó cắn chắn, chắn nhìn hàng nó chịu đi. Tính có đâu mà đem cây bọng gì đâu. Tính thì bắt chuột thôi, nghĩ đâu có nghĩ dữ vậy. Đau miếng không có gì. Ừ, nó khoai thành của nó chấn cái miệng kìa. Anh bít đầu này rồi đi.
lấy cái giá mình chặn lại luôn. Rồi, cho nó thật ngay ha. Nó nằm nó kẹt ra luôn cái lòng đó. Thế gì mấy con kia nó cút ra không được nè, con này không cút, con kia cũng không được, chịu cút vô á. Cút vô không được rồi, cứ ngắt cút ra không được luôn. Dễ dưới lý, con còn là mình đầu nung cái nó vô luôn à, như vô nãy là đầu nung cái đuôi là vô luôn rồi đó. Con này nó ém ngay cái miệng hang nè, mới ác nè, ra không ra mà nó không vô, không vô là hồi nãy sao cái lòng nhỏ quá mà không thiết kế cái kiểu kia như cái kia này, nãy là im cái quá. Này bị tính con nó vô rồi mình thúc nó vô luôn rồi, không nào đủ hai con dội ngược lại nữa, dội ngược vô vậy nó con này quỷ này ném ngay cái hang luôn nè. Con này nó to, con này trong ở cái tư cái ba cái tư đặt cái đó rồi. Thúc cái con này giờ phải thúc cái kiểu sao cho nó chui vô cả nhà. Căng chứ. Nói chung thì lâu lâu hơn nữa mới đụng cái gục cái càng này hả. Đâu ngờ tới hai con đâu. Con này chắc nó vô bắt cặp rồi. Đang đi bắt chuột gặp cảnh này hai cũng chết luôn. Ai cũng sáp không anh ạ. Em sáp. Giờ cái con kia nó nằm cái đầu nó con ra cái đầu này cũng chấn đây luôn nè. Em kiếm cái gì á, chọt chọt cái đó nó đau nó quá qua được chứ. Ném mình rồi. Ừ. Cút vô cút không được nữa này nè, ác thiệt. Ông nội này ông nằm nghe nè, ra cái dùm cái. Khoan, để chơi cái này cái đã. chơi cái này cái bắt được liền à. Cho có cách hết trơn không? Cho có kinh tầng thằng cái đi anh ha. Cái đầu nó luôn anh thấy không? Thấy không? Hello, cái đầu nó ra ngay trên cái miệng họng luôn. Kia nằm bên kia không? Ừ. Giờ nó vô thế chặt cứng á, vô thế chặt cứng nó không có ra được nữa nè.
chấn. Chưa, nó còn rút. Nó còn rút được hả? Ừ, nó còn rút được. Nó còn rút cái đầu được rồi, đó thấy không? Còn này nó đang chui vô rồi, chui vô rồi đó. Đang chui vô. Thúc đi, thúc con này nó thốn, nó đẩy con kia ra. Nó xây phanh vô rồi đó. Ừ, nó vô được rồi đó. Nó đang vô á. Chịu không nổi, phương buộc nó kéo bé nó đẩy vô. Mình nó chắn đầu luôn. Hả? Chắn đầu luôn. Ngọc thở luôn gì? Sợ nó ngọc thở. Cứ ngắt mình không phải vô. Bắt từ từ vô, nó cũng từ từ nó vô, vô khăn nó to. Cái gì mà quá trời to con ta. Này, con này to lắm anh ơi. Hai con bằng nhau vậy. Thôi cái đụng đụng. Mà nó lên tới đây luôn. Ừ. Mình nó ném mình tới đó rồi. Con này cũng ngang nữa, con trước em bắt luôn anh, thấy một bự hơn con của em. Gì nữa hả? Con của em lúc trước có con ký chín mà nó đâu có khủng vậy. Con này to lắm. À, cái nhà xem nè. Thấy ở trong hàng nhỏ mà cái thành to quá. Ủa, cái thành nó khủng khiếp thật chứ. Thì cái đầu chưa vô không? Chưa, đầu nó còn nằm, nó vô cái thân nó còn. Ôi, chưa rút vô. Điểm, chưa rút vô. Cái đầu nó còn nằm cản ngay miệng anh. Hả? Cái đầu nó còn nằm cản ngay miệng. Giờ nó thọt tay vô, cầm cái khúc người kéo vô. Đem chiều đây cho. Hém lắm. Cái bao nè, dính khúc này. Con kia cái mình không hả? Còn cái mình không hả? Ừ. Con kia cái đầu nó cũng nằm ngay miệng luôn anh ơi. Đâu? Cái đầu nó nằm ngay miệng luôn hả? Ừ. Đó. Nó ló ra rồi đó. Chứ thằng đau thấy mẹ mà. Chóc vậy đó. Hai con to quá trời luôn anh ơi. Hai con cũng ngang ngửa nhau á. 9-10 rồi nha. Ừ.
thấy gì trong hang phanh gì mà to quá trời. Chịu vô mà. Quá hai con này khủng lắm. Tụt đồng cũng ra. Vô cái ghe cái đầu vô luôn rồi. Cái ngu gì em. Vô, tôi vô luôn đi. Đó, nó phanh vô ra. Đó, người đem đúng rồi. Này cái đầu này. Ôi, cái đầu ở đâu vậy? Đầu nó mạnh bên anh đó nha. Cái đầu nó ngược ra. Chồm ra hả? Rồi gúp ra cái đầu gúp lên. Đây, vô, nó rút vô. Cái đầu nó đặt con đây nè. Ủa, con này nó to dữ vậy? Dài dữ hả? Được chưa? Vô, đang vô nhưng mà cái đầu nó còn nằm bên anh á. Cái đầu nó còn nằm bên anh lắm nha. Đó, con này nó to. Con này bự hơn con kia luôn ta. Chấn ngay đó. Im mà quá im luôn. Hai con nó đã vào trong. Ai hiếp cái miệng lại không? Ai không mấy được hiếp cái miệng lại. Cái miệng nó chưa hiếp. Hiếp rồi. Ai trời. Rồi hai con này chắc còn 3 kg hơn luôn á. Ừ. Anh em ha. Ừ. Hai con to lắm. Ừ. Vô. Chở cái bao lên giữa nè, chở lên cái là nó tụt. Đấy, thôi còn cặp luôn. Quá sung sướng, quá tái tê lòng người. Nghiên cứu. Trời ơi. Cái này mà không bắt đi dọc đường á, mà đêm ông nội cũng dám ra đây săn nữa trời. Hai này mà ông đi thăm đêm thăm chục quá vậy. Quá luôn mà bởi vậy. Ra tới ngoài ruộng này mà ra được hai con vậy nè. Trời ơi. Cọc xe lên luôn hay sao? Cọc vào lối luôn đi anh ơi. Cọc luôn đi. Cọc con này gì? Ai biết anh lấy dây anh cọc á. Có cọng dây kìa. Biết rồi. Cọc con này cọc kiểu cái nữa. Ừ. Cầm thử là nặng không? Còn 3 kg không? Đúng rồi. Ồ, nặng rồi nha. Tầm có 3 kg á cả nhà. Quá im luôn rồi anh em ơi. Tính có một con mà rút cuộc thành một cặp luôn rồi. Nhà theo nè. Phải chết luôn. Quá ể luôn cả nhà ơi. Hai con, một lỗ. Ồ. Cả tiếng hồ luôn á chứ. Quá. Thôi thì giờ thành quả mình cũng đã bắt xong rồi cả nhà. Hôm nay mình cũng kết thúc clip của anh em ơi. Hẹn cả nhà tập tiếp theo của kênh Huy Nghệ TV nha. Xin chào luôn nha. Chào luôn anh em. Nên còn ngại cả nhà cũng thông cảm nha.